không có đi đâu hết trơn á. Tại sao mày không hiểu con? Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất. Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều. Mẹ, tôi ghét mẹ tôi. Mẹ tôi là một người thô lỗ. Bán em con cá này đi. Anh nói không bán, đứng đây hoài vậy. Bán. Lúc nào mẹ cũng độc đoán. Mẹ tôi không giống như những người mẹ khác. Lúc nào cũng lôi thôi và bốc mùi. Đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ. Mẹ chẳng quan tâm tôi muốn gì. Lúc nào mẹ cũng nhiều chuyện. Nhưng tôi ghét mẹ. Bởi vì mẹ em con cá này đi. Anh nói không quán mà đứng đây hoài vậy. Theo mày đặt dây cá nữa. Bác. Mẹ thô lỗ là vì muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho tôi. Mẹ luôn cho tôi sự yêu thương, nhưng đôi lúc nó không được đúng cho lắm. Mẹ lôi thôi và bốc mùi là vì muốn che chở cho tôi. Mẹ có thể chia ly với mọi thứ, không tiếc với tôi bất cứ thứ gì. Đi chơi về giờ nào mới chịu về nhà? Có biết mấy giờ đâu hả? Con gái con nước, rồi có chuyện gì xảy ra thì sao? Hả? Mai là 8 tháng 3. Trường con tổ chức meeting. Mỗi bạn mời người thân tới dự. Mẹ đi với con nha. Tao đi với mày rồi mai ăn bắn cá. Nghỉ bán một ngày không được hả mẹ? Mày tưởng ngồi không mà có cá cho mày ăn đó hả? Không có cá thì mày ăn cơm không cũng được mà. Không có đi đâu hết trơn á. Tại sao mày không hiểu con? Con chỉ muốn mẹ có một người 8 tháng 3 như những người mẹ khác. Con chỉ muốn chia sẻ những khó khăn mà mẹ chịu đựng vì con. Không biết là mẹ nghĩ 8 tháng 3 không dành cho mình. Mẹ nghĩ 8 tháng 3 là dành cho những người phụ nữ khác may mắn hơn ngoài kia. Nhưng đối với con, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Kể cả khi mẹ mặc chiếc áo này,